Time for target practice. Wind Ranger, tên thật là Lyra Lay. Nàng là một bậc thầy cung thủ ở dãy rừng phía Tây, nơi giữ kín bí mật về đứa con yêu quý của thần gió. Toàn bộ người thân của Lyra Lay đã qua đời trong cái đêm giông bão mà nàng được sinh ra. Cuồng phong đã phá hủy cả ngôi nhà của họ, tất cả mọi thứ đều bị gió cuốn đi. Chỉ còn duy nhất đứa trẻ sơ sinh vẫn may mắn sống sót giữa một đống hỗn độn mang đầy chết chóc và sự hoang tàn. Khi cơn bão tan dần và mọi thứ trở nên yên tĩnh, chính những cơn gió đã phát hiện ra đứa trẻ may mắn đang nằm khóc ré lên trong bụi cỏ. Ngọn gió động lòng thương mới nhấc bổng bé con lên trời rồi nhẹ nhàng đặt nó trước thềm một ngôi nhà làng bên. Trong nhiều năm sau, ngọn gió thỉnh thoảng cũng quay lại thăm cô bé. Nó dõi theo cô từ một khoảng cách xa và quan sát cô luyện tập mỗi ngày. Trải qua nhiều năm tháng khổ luyện, giờ đây tiễn thuật của Wind Ranger đã trở nên bách phát bách trúng. Nàng di chuyển nhanh đến nỗi khiến người ta khó có thể nhìn thấy rõ, tựa như có những cơn gió ở phía sau thổi nàng tiến tới. Với một trận mưa tiễn, nàng đã lấy đi không biết bao nhiêu mạng sống của kẻ thù. Nó gần như đã trở thành thiên bẩm của nàng. Xin chào anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với Meme Studio. Như tiêu đề của video ngày hôm nay, chúng ta hãy cùng tìm hiểu về nữ hero có vòng một trung thủy nhất Dota giới, Wind Ranger. The Markswoman of the Wood. Wind Ranger là hero tay dài, hệ trí tuệ, với khả năng kiểm soát lên tốt và có thể đảm nhiệm nhiều vị trí trong đội hình, từ hỗ trợ, đào đường cho tới carry. Wind Ranger luôn được các top team hàng đầu ưu ái lựa chọn trong đội hình nhờ tính ổn định và hữu ích của nàng từ đầu cho tới cuối trận. Là một hero dễ chơi nhưng không dễ thắng. Bù lại những ưu điểm kể trên thì chất tướng Wind Ranger thực sự khá mỏng manh với lượng máu và giáp thấp. Qua đấy rất dễ bị hạ gục nếu chẳng may dính phải kỹ năng làm choáng, hay là phải đối mặt với những hero thiên về sát thương phép như Lina hay Zeus. Kỹ năng đầu tiên của Wind Ranger có tên gọi Shackle Shot, trói em bằng dây thừng. Thi triển Shackle Shot, Wind Ranger có khả năng trói mục tiêu vào kẻ địch hoặc vào cái cây ở phía sau lưng với khoảng cách tối đa 575 đơn vị ở phía sau mục tiêu. Shackle Shot có thể trói hai kẻ thù lại với nhau và cùng lúc làm choáng cả hai. Nếu không có kẻ địch hay là cái cây nào để trói vào, thời gian làm choáng sẽ bị giảm chỉ còn 0,75 giây. Shackle Shot có thể tác động lên cả mục tiêu đang tàng hình ở phía sau mục tiêu chỉ định. Là một trong những kỹ năng khó dùng nhất Dota 2, nhưng đây lại là kỹ năng khống chế thuộc hàng khủng với khả năng gây choáng cùng lúc hai mục tiêu lên tới 3,8 giây khi đạt level max. Kỹ năng này chỉ có một hạn chế nhỏ là không gây sát thương cho mục tiêu và có thể tránh được. Nguyên tắc hoạt động của skill này có thể khá phức tạp, do đó bạn chỉ cần nhớ chọn vị trí sao cho bạn, mục tiêu và đối tượng phía sau gần như thẳng hàng với nhau là được. Tiếp theo là Power Shot, xuyên tâm tiễn. Wind Ranger dương cung đến tối đa 1 giây để bắn ra một mũi tên cực mạnh, gây sát thương phép lên tất cả kẻ địch trên đường đi. Sát thương sẽ giảm đi 20% cho mỗi kẻ địch nó xuyên qua. Cung dương càng lâu, sát thương càng lớn. Power Shot phá đổ cây trong tầm bay và có thể được dùng để lấy tầm nhìn. Với lượng sát thương ổn trên diện rộng, Power Shot giúp cô nàng dọn quái và gây hấn kẻ địch khá tốt. Nhờ có chiêu thức này, Wind Ranger có thể đảm nhiệm vị trí solo ở những lane khó mà vẫn có thể farm tốt ở khoảng cách xa. Tuy nhiên thì bởi thời gian vận phép tương đối lâu nên trước khi thi triển khoảng 1 giây, bạn nên dự đoán trước được hướng di chuyển tiếp theo của địch. Nếu không tự tin thì có thể bắn ngay sau khi thực hiện thành công một cú chiêu 1, Shackle Shot cũng được. Wind Run, lướt gió, là kỹ năng thứ 3 của cô nàng. Khi kích hoạt, Wind Run ngay lập tức tăng tốc chạy của Wind Ranger và cho cô khả năng né tránh tất cả các đòn đánh vật lý và các loại đạn đang bay tới. Là một kỹ năng có thể nói là toàn diện, vừa có thể chạy trốn, truy đuổi, tranh mọi đòn vật lý, hay đơn giản là để chạy nhanh hơn với lượng mana tiêu tốn thấp và thời gian hồi chiêu khá nhanh. Nhờ có Wind Run và Power Shot mà Wind Ranger có thể dễ dàng solo ở mọi lane mà không lo bị giết, dù có gặp kẻ địch hơn cấp hay là hơn đồ. Cùng với việc nâng cấp Arcanim Setter, Wind Run sẽ có hai lượt dùng, giúp tăng tốc chạy, đồng thời loại bỏ giới hạn tốc chạy của hero. Here comes. Cuối cùng, kỹ năng thượng thừa của Wind Ranger, Focus Fire.
Mưa tên là kỹ năng xuyên kháng phép, cho phép Wind Ranger mượn sức của gió và tăng 475 tốc đánh của bản thân khi tấn công một kẻ địch hay một công trình duy nhất. Tuy nhiên, sát thương từ những lần bắn sẽ bị giảm đi. Sát thương gây thêm từ hiệu ứng phụ của vật phẩm sẽ không bị giảm. Wind Ranger có thể di chuyển khi đang tấn công và dùng nút ra lệnh giữ vị trí sẽ làm cho Wind Ranger ngừng bắn. Focus Fire mang lại cho Wind Ranger khả năng làm bán carry và là một hero gây đam chính cực kỳ nguy hiểm, mang lại lượng tốc đánh bonus cao nhất Dota 2, về sau có thể giúp phá trụ cực kỳ nhanh. Sau đây là các thông số trên cây tiềm năng. Đẳng cấp 10 có thể chọn giữa trừ 2 giây hồi chơi 1, Shaker Shot hoặc cộng 1.5 mana hồi mỗi giây. Đẳng cấp 15 có thể chọn giữa cộng 100 tấm đánh hoặc cộng 100 sát thương chiêu 2, Power Shot. Đẳng cấp 20 có thể chọn giữa trừ 16% sát thương giảm của Focus Fire hoặc cộng 0.8 giây choáng, Shaker Shot. Đẳng cấp 25 có thể chọn giữa trừ 25% thời gian hồi chiêu và trang bị hoặc chiêu 3, Wind Run có hiệu ứng tăng hình. Nói về hướng tăng kỹ năng của Wind Ranger thì bởi đây là một hero có sự linh hoạt về vị trí trong đội hình. Thế nên ở đây Meme xin được gợi ý cách tăng điểm phổ biến nhất bởi đa số game thủ có thể dùng cho cả hai đường là carry và support. Tùy tình huống mà cả ba kỹ năng đầu của Wind Ranger đều có thể cân nhắc lên được ngay từ level 1. Tuy nhiên đa phần sẽ nâng chiêu 2, Power Shot đầu tiên. Chiêu 3 Wind Run chỉ nên tăng 1 điểm ở giai đoạn đầu để tăng độ lì đòn. Cũng như Ultimate chưa nên tăng ở level 6 mà ưu tiên nâng max chiêu 1 và chiêu 2, Power Shot và Shaker Shot trước. Giải thích cho việc tại sao không lấy Ultimate ở ngay cấp 6. Lý do là lúc đấy sát thương của bạn bé tí à. Hơn nữa một đợt creep lao lên cũng chả đủ thời gian cho bạn đứng mà xả Focus Fire. Nâng tối đa chiêu 2 Power Shot và chiêu 1 Shaker Shot sẽ có lợi thế hơn về sát thương và thời gian khống chế mục tiêu nếu bạn căn chuẩn. Wind Run có thể lấy ngay từ cấp 1 để tăng khả năng truy đuổi cũng như check rune một cách an toàn nếu gặp trường hợp đụng độ đối phương. Sau khi nâng tối đa hai kỹ năng đầu tiên, bạn bắt đầu nâng Ultimate từ giai đoạn giữa game là vừa. Sau đó thì mới nâng tối đa Wind Run nha. Tiếp theo, ở phần counter, sự lanh lẹ tới từ Wind Run của Wind Ranger có thể giúp cô cứng cáp hơn trước những đối thủ có ưu thế về sát thương vật lý, chẳng hạn như Earthshaker, Phantom Assassin, Monkey King, Sniper, Troll Warlord, Sven hay Ursa. Với những hero thuần thục phân thân chi thuật như Naga, Terrorblade hay Chaos Knight, mấy con hàng này lại rất dễ bị phát hiện giữa đám đông một khi đã bị Focus Fire nhắm tới. Kế đến, tù đồ của Wind Ranger có gì? Sylvan Verdette là trang bị bất diệt loại vai, giúp thay đổi hiệu ứng chiêu 1, Shaker Shot. Peregrine Flight là trang bị bất diệt loại vũ khí, giúp thay đổi hiệu ứng chiêu 2, Power Shot. Sylvan Cascade là trang bị bất diệt loại lưng, giúp thay đổi hiệu ứng của chiêu 3, Wind Run. Trang bị khiêu khích, You Prefer Arrows, khiến cô nàng tạo ra biểu cảm hôn gió. Ngày 5 tháng 9 năm 2020, Arcana Compass of the Rising Gale đã được ra mắt, dành cho những người chơi sở hữu The International 10 Battle Pass level 575. Theo như mô tả, Compass of the Rising Gale tiếp tục câu chuyện cuộc đời của Wind Ranger sau khi cô phát hiện ra gia đình mình đã vô tình bị sát hại bởi chính những cơn gió yêu quý đã nâng đỡ cô suốt thời niên thiếu sau này. Wind Ranger Arcana đem tới cho Liralei một diện mạo hoàn toàn mới mẻ, trong sáng và thuần khiết, bay bổng hơn. Cùng bộ kỹ năng được làm lại hoàn toàn, cho tới hiệu ứng tấn công cơ bản cũng sặc sỡ hơn. Đặc biệt, hai trang bị quen thuộc của cô là Il Scepter of Divinity và Forkstaff cũng được thay đổi cả hiệu ứng và icon. Đương nhiên, Vaughn không quên đưa vào Arcana đặc biệt nhất năm này 500 voice line độc quyền. Compass of the Rising Gale có hai kiểu dáng và kiểu dáng thứ hai, Reflection of the Gale, chỉ có thể được mở khóa khi Wind Ranger gây được 2,5 triệu sát thương bằng kỹ năng Focus Fire. Sau đây là một vài chi tiết khá thú vị về Wind Ranger. Ở Dota 1, Wind Ranger có tên là Aleria the Wind Runner, nhưng đó lại là một nhân vật trong vụ trụ của Craft. Thế nên vào ngày 21 tháng 11 năm 2013, tên cô đã được đổi thành Wind Ranger để tránh vấn đề bản quyền với Blizzard. Cái tên hiện tại của cô, Liralei, là phép đảo chữ cái từ cái tên Aleria cũ. Kèm với đó, một chữ A cũng đã được thay thế bằng chữ Y dài. Sau đây, trước khi kết thúc video, Meme mời bạn xem qua một số concept art khá ấn tượng của cô nàng nhé. Ok, comment bên dưới phần bình luận cho tụi mình biết hero tiếp theo anh em muốn lên sóng là ai. Và đừng quên like,
share và subscribe cho Meme Studio bởi vì nó free nhá. Xin chào và hẹn gặp lại anh em trong những video tiếp theo.